Chào mọi người nha, hôm nay thì mình ra chỗ trường tiểu học B Hòa Khánh đó, có cái anh này anh bán nha. Cá lia thia với ốc mượn hồn này thấy mọi người. Đó, vô mua đi mấy, vô mua đi. Này có ốc mới rồi kìa, quá trời luôn, cá lia thia ốc mượn hồn. Ủa anh tên gì anh? Anh Hưng hả? Anh Hưng của mọi người, nay có anh Hưng bán cá này, có mấy học sinh nó mua nè. Chạy cá ở Bà Tòn. Chạy cá ở Bà Tòn hả? Em chuyên về bên cá lia beta. Vậy hả? Cái này em bán thêm. À. Có anh Hưng bán cá lia thia nè mọi người. Học sinh nó mua quá trời luôn rồi nè. Mọi người có... Ủa ngày nào nó cũng bán hay mới bán này ngày đầu tiên? Bán này được 2 ngày, 2-3 ngày. Tại hôm ngày em đi con Tâm mới về nữa. Dạ. Đây có... này là ốc ta, ốc bừng hồn nè mọi người. Em bán quá trời luôn nè. Ốc bừng hồn. Quá trời ốc đỏ luôn nè mọi người ơi. Này ốc mượn hồn xe to nè. Anh Hưng nha mọi người, anh Hưng bán cá đi thì ốc mượn hồn chiên bên cá beta. Học sinh nó thích rồi đó. Mình cái con cá li thia cho mọi người xem, nó đựng trong cái hũ nhỏ nhỏ. Ủa đất ơi. Quá trời đã luôn. Cá để trong cái nguyên một cái tầng luôn nè mọi người. Cái hũ hũ này là nguyên một cái giống như là ngọn tháp đi thôi. Mà cái keo này nó hơi mờ nên mình khó thấy. Y miền Tây 63 nhớ lên coi nha. Yêu miền Tây 63. Ủa này là san hô hả anh? Đúng rồi. Rồi mấy con ốc nó bò lên san hô vậy luôn hả? Đúng rồi. Dạ, hy vọng là anh bán ở đây thường xuyên. Ủa sao anh cũng lựa chỗ mấy cái góc máy. Thật lúc trước anh tưởng anh bán được cái bảy thân xanh nữa đó. Mà cái góc thân xanh đằng kia kìa, xác mình cái đó đó. Anh che chỗ đó anh bán cũng được mà. Lúc trước ông đó không bán mình đó. Đó không dễ lắm. Rồi mình tất nhiên. Ủa này là rong. Ghiêu cho ốc. Ghiêu cho ốc. Đá bể màu trang trí. Quá trời luôn. Món anh bán này là món cái đắt là học sinh nó biết như này nó mua gì. Anh Hưng nha mọi người. Anh ở An Cư á, anh chuyên bán về ốc mượn hồn, cá beta, cá li thia. Ốc mình trả tiền chưa chưa phải không? Dạ rồi. Rồi phải không? Rồi. Giờ lấy cái gì? Sao vậy? Sao chạy gì vậy? Du học hả? Anh bán tới chiều luôn hả? Tới chiều. Nắng quá, hồi anh dọn vô chỗ mát anh ngồi vậy. Không thấy dọn ra, chứ nắng quá trời luôn. Có 2 ngàn. Có 2 ngàn miếng. Quá rẻ. Sao nè. Ngôi sao luôn. Đúng rồi, ngôi sao luôn. Nhà em sát đây nè. Trời ơi, hiểu thì đi vô. Sát bên đây nè. Dạ. Yeah. Dạ em sát bên đây á. Tại ra hay quay cho ông Năm á. Đăng lên YouTube á. Ừ. Anh lên đó anh gõ đi, anh gõ trên đó là có em á. Tại em làm hùng như vậy. Ốc táo nè, san hô nè. Đây là vỏ ốc nè. Quá trời vỏ ốc luôn. Màu nào cũng có. Ốc táo. Đã ha. Trước cái anh kia anh cũng bán ốc táo, ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn chứ. Ốc mượn hồn. Nó bò nhúc nhúc kìa. Mấy con này bự đã. Mày cá bảy màu đi anh. Là chân châu lụ. À. Vô sáng bệnh luôn hả? Đúng rồi. Cái này đất bên quay. Cái gì lạ vậy? Cái dòng cá. À. Dòng cá bé bảy màu HB á. HB. Đúng rồi. Dumbo xe ta xe nhỏ. Dumbo xe nhỏ. Xe tơ chưa lên tay kiểu hơi nhúng. Dạ. Hơi nhúng tay. Này lu lu quá. Mốt anh bán đây anh bán thường xuyên á, học sinh nó sẽ thấy. Thì em thấy thường thường ngồi bên góc đó không có người ngồi. Thường xuyên thì có không được. Dạ. Đi đi trường này trường kia hả? Đúng rồi.
coi sọt. Có nghĩa là anh chạy chuồng ha. Tại nhiều khi á là kia dòng cá mắm này kia là ít khi nào người ta chơi bền lắm. Dạ. Cái kiểu như ta mua đủ cái số lượng của người ta. Dạ. Là ta nuôi rồi này kia là không có mua nữa. Một dạ. Và hai là bị thời tiết. Dạ. Nó mới xảy ra sự cố là hao hụt. Dạ. Gặp mình này kia người ta mới mua thêm thôi chứ thật dạ. Sự bán một chỗ thì chết cho những người bán như hàng công như mấy trường học này. Dạ. Đổi liên tục. Đổi địa điểm chứ không ai. Dạ. Lâu lâu mình quay trở lại. Dạ. Trời, nhìn mấy con này đã ghê. Anh Hưng chuyên bán ốc mượn hồn nè. Đó, cá ly thia, cá beta mọi người. Mọi người muốn gặp ảnh ủng hộ anh nha. Đó, quá trời luôn cái quầy ốc của ảnh. Chói nắng quá nè, luôn thấy con cá luôn. Nghiêng cho nó dưới đó, nó chạy ra. Nắng nhiều khi nó nóng. Dạ. Vậy ốc này thì nó sợ nắng. Ốc sợ nắng. Đúng rồi. Ốc này nuôi là không cần nước. Nhưng mà phải giữ ẩm cho nó, mà trong mát là nó càng mát là càng tốt. Dạ. Như nhiều người này kia ta mua về ta chơi trong trong nhà mà có máy lạnh. Dạ. Là nó bò tối ngày luôn. Dạ. Tại vì như bây giờ như kéo. Ủa con này là bự nhất rồi hả anh? Chưa gọi là bự. Dạ. Này là mới gọi là size, mà size bán cho học sinh thôi. Dạ. Chứ những cái con size mà nó đủ loại màu luôn á. Dạ. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ. Dạ. Mà tại học sinh là mình lấy cái giá trung bình thôi. Dạ. Thấp thấp này kia đang cho học sinh chơi rồi cho nó biết. Quá trời luôn rồi. Chứ nếu mà hàng mà lấy mà nếu mà hàng lấy loại cả trăm ngàn, trăm mấy, 200 ngàn này kia thì nó rất là đẹp, mà lại bự hơn, màu nó là màu độc quyền nữa. Dạ.